bây giờ về Long Tứ, tôi nói về Mai Hiếu nha, thôi dừng đi, ngậm mồm lại để giữ cái danh diệu dự của mình, giữ lấy cái thể diện của mình. Nếu cuộc chơi có dừng thì coi như để cho con Út Hà với thằng Lưng Tứ nó xử và đuổi chúng nó ra khỏi cái mảnh đất của chúng mày, thế là xong. Rồi từ từ người ta cũng quên lãng cái tên chị Mai, anh chị Mai Hiếu đi. Còn về thằng Long Tứ thì phải nói thật là đối với thằng Long Tứ này, nó phải nói là nó là trơ cháo mà nó lì lợm mà nó bẩn bựa. Nó luôn luôn ý thức được con chim sâu là một nhân vật nổi tiếng, kể cả khi nó ở với bố mẹ nó, với bà Út Gà. Nó cũng biết rằng con chim sâu là cái con chim đẻ ra trứng vàng. Cho nên lúc đó ở dưới đó nó bực tức, nó giận dỗi là vì cái đám YouTube vây xung quanh nó quay nhưng mà không có gì. Không cho nó cái gì hết, không cho nó tiền. Cho nên là khi mà YouTube đến quay mà chỉ có thấy cho bà Út Gà được quyền lợi, là thằng Long Tứ nó không cho gặp nữa. Và con nó cũng đuổi con chim sâu đi, nó xua đuổi, nó không cho các YouTuber quay nữa. Nó là cái gì? Chẳng qua là nó nghĩ rằng là quay là phải cho tiền, quay mà không cho tiền là không quay. Lúc đó thằng Long Tứ nó trả lời dứt khoát ở trong lúc mà nó ở nhà với mẹ nó đó. Nó nói quay mà không có tiền thì không cho quay. Thế nhưng mà đến khi nó rời về nhà của anh chị nuôi thì nó nói sao em biết không? Nó nói là không cho ai quay hết, đúng không? Yeah. Nó có hứa là nó cho cái thằng gì nhỉ? Thằng Hiếu gì đấy, cho thằng Lưu Hiếu, thằng Lưu Hiếu mà cái thằng nó hay quay trên chùa chiền đấy lâu lắm, chị không xem cái hồi mà còn xem cái đám YouTube miền Tây á. Yeah. Nó có hứa là cho cái thằng Lưu Hiếu đó đến quay, nhưng mà cuối cùng rồi cũng xù người ta luôn và để cho con Út Hà với Minh Hùng quay. Thế thì thử hỏi rằng là tại sao trước đây á thì cho mảnh thừa cho YouTube quay, rồi đến lúc ấy không cho tiền rồi cấm quay, rồi khi về nhà anh chị nuôi á thì cấm không cho YouTube, nhưng ngày hôm qua ba mẹ con Út Lợn ngồi với nhau lại nhắc đến các kênh YouTube. Em nhớ hôm qua nó nhắc đến tất cả các kênh YouTube không? Để làm chi? Để coi như là bật đèn xanh mời các YouTuber quay lại để quay. Quay để làm gì? Để kiếm tiền. Thôi bây giờ thì cũng được 50-100 thì cũng còn hơn là không có cái gì. Cho nên con chim sâu nói là quay mà không cho tiền. Thì thằng Long Tứ đã trả lời là không cho tiền nhưng mà có mua đồ ăn cho. Các quý cộng đồng mạng và Mạnh Thường Quân thấy chúng nó có bẩn thỉu không? Có đúng như một lũ ăn mày không? Không cho tiền nhưng mà chúng nó cho đồ ăn. Thôi cũng được rồi, ăn ủi là còn có đồ mà ăn. Quá thật. Thằng Long Tứ nó nói đấy, nó bảo không cho đồ nhưng mà có cho đồ ăn, không cho tiền nhưng mà cho đồ ăn. Quá là cùng quẫn rồi, nên chấp nhận là được miếng ăn cũng cho quay. Cho nên là bây giờ chim sâu nó nói là quay là phải cho tiền, rồi nhắc đến các kênh YouTube như vậy. Đó là một cái cách mà coi như bật đèn xanh để mời các YouTube đến để mà quay. Ít nhất là các YouTube cũng cho được 50-100, rồi có khi cũng cho tiền mua vé số hoặc là mua hai vé số hộ. Đấy, ngày xưa là các YouTuber là luôn luôn mua vé số cho Long Tứ và chim sâu. Đấy. Cho nên là xong rồi Út Hà có nói một câu: kệ, ai cho mình người ta cho, người ta không cho thì thôi. Còn Long Tứ nói thì quay cái gì, người ta quay thì người ta quay, cho thì cho, không cho thì thôi. Thế bây giờ thì đấy, rõ ràng là biết là không cho thì không xong. Có đúng không em? Dạ, chính xác chị. Không cho thì không xong, nhưng mà nói là không cho thì thôi, để cho các YouTuber đến quay. Đến quay để làm gì? Thứ nhất là bán vé số, sắp tới là mẹ Út Hà chuẩn bị chi tiền cho đi bán vé số. Thứ hai là quay YouTube thì có ăn, có phở, có bánh, có bún, có tôm, có cua. Rồi có khi cũng còn cho được đôi ba đồng. Đấy. Cho nên có thể nói rằng là đến cái cuộc đàm đạo của ba mẹ con nhà Út Lợn thì thấy là chúng nó đói quá rồi, đói lắm rồi, đến bây giờ là ăn bẩn rồi, thôi chấp nhận quay để kiếm miếng ăn cũng được. Đã. Rồi hai nữa là lý do thứ hai là Tết tới rồi mà tiền thì không có, thôi nếu mà quay mà cho 50-100 thì cũng còn được, còn không có đồng nào còn chết à.
Nhưng mà con chim sâu thì khác, trong đầu con chim sâu quay là phải cho tiền. Cho nên không cho nó tiền là nó phản ứng liền. Nó phản ứng liền, nó phản ứng liền. Cho nên là tụi này biết là mời các YouTube đến quay đi, nhắc tên là nào YouTube đầu tiên đưa con chim sâu lên đỉnh cao của showbiz. Rồi nhắc đến từng tên YouTube hy vọng là chúng đây. Nhưng mà tôi nói thẳng một câu nhá. Chưa hẳn anh em YouTube người ta đã đến. Nếu như những YouTube không muốn dính dáng vào những chuyện này, không muốn lùm xùm, và những YouTube có lòng tự trọng thì đừng có đến. Tôi nói thẳng một câu, đói cũng đừng đi kiếm ăn lại chỗ con chim sâu nữa. Cũng đừng có dính vào cái lùm xùm này mà không yên với ông đời thường, mà không yên với cộng đồng mạng đâu. Nói thẳng một câu như vậy. Tôi nói ở đây mà các anh em YouTube miền Tây có nghe được à, thì cũng nói thẳng một câu, đi tìm chỗ khác đi, đừng có đến cái chỗ cái con bẩn bựa này, cái thằng bẩn bựa này, cái đám cút lợn này nữa. Chúng nó ăn không được, giờ đấy ỉa không ra nữa. Thì đúng mà gọi các ông các bà YouTube đến để mà hốt. Sắp Tết rồi. Cho nên á, đừng có đến. Đừng có quay nữa. Tôi nói thật với các anh em YouTube miền Tây có lòng tự trọng, đừng đến. Chặn hết đường sống của nó đi. Ngày xưa nó sống sung sướng, nó sống vẻ vang, nó bảo thằng nào đến nó đập cho vỡ đầu ra. Thằng anh nuôi á, giang hồ đó, nó nói thằng YouTube nào xuống đây quay nó đập cho đó. Nó cuối cùng có ai dám xuống không? Thế bây giờ nó mời gọi vào, nó kêu gọi vào để đầu tư, giống như kiểu gọi nước ngoài vào đầu tư. Hà bây giờ là gọi YouTube vào đầu tư đó. Mạnh Thường Quân đầu tư không được rồi, bây giờ phải tìm sang một cách khác, đó là gọi YouTuber vào đầu tư. Nhưng mà anh em YouTube miền Tây nên có lòng tự trọng, kiếm ăn chỗ khác, không thèm đến cái chỗ đám bẩn vừa út lợn út gà này nữa. Tôi nói thẳng một câu, dính vào là lại nhiều chuyện đấy, nhiều chuyện lắm. Còn con chim sâu thì nói thật là nó không lên clip thì thôi, nó lên bất cứ clip nào là nó cũng xin tiền. Thế bây giờ tôi cũng không trách nó đâu. Tôi không trách nó là vì sao nó xin tiền đâu. Tại sao nó xin tiền đời thường? Tại vì là Mạnh Thường Quân giúp nó mà nó có thấy đâu, đúng không? Yeah. Mạnh Thường Quân cho nó tiền mà Út Hà và Long Tứ cuỗm hết rồi. Cho nên lúc nào con chim sâu nó cũng không có tiền. Cho nên là nó lên là nó xin tiền. Thứ nhất nha, là con Út Hà lấy của nó 12.500.000. Út Hà nói là gửi ngân hàng. Út Hà ơi, người thật việc thật, chụp cái ảnh sổ tiết kiệm lên cho bà Năm gửi, bà biết, cho cộng đồng mạng biết là cái 12.500.000 đấy còn, nó chưa biến thành phân và nó chưa thành tiền trả góp trả lãi, nó còn trong ngân hàng. Chụp cái sổ đó lên, tôi là tôi chụp ngay cái sổ lên, ngày này mẹ lãnh này, tiền lời là bao nhiêu này đấy, còn tiền đây, còn sổ tiết kiệm đây, các con đừng lo này, đấy đấy mới là mẹ thiệt này chứ không phải mẹ mìn. Chứ bây giờ nói cái mồm là ở trong sổ tiết kiệm, mà sao chụp lên cho bà Năm gửi bà xem, cho cộng đồng mạng xem. Còn thằng Long Tứ thì 6 triệu mà lúc mà Mạnh Thường Quân gửi để bà cho con chim sâu chữa bệnh, thằng Long Tứ nói là đem ra gửi ngân hàng. Thế con chim sâu nói tiền này là của vợ đó, để chữa bệnh cho vợ. Cộng với 4 triệu sau này thằng Long Tứ nó khai với con Út Hà là Mạnh Thường Quân gửi vào tài khoản thằng Long Tứ. Đó là nó khai nha. Còn cái loại mà nó không khai thì đố con trời mà biết. Con nó biết thôi, ông cố nội nó cũng không biết được. Cho nên là vị chi là 10 triệu trong túi thằng Long Tứ rồi. Chưa kể là thằng Long Tứ còn có lai rai sau này mà chim sâu nó nói là Năm gửi vẫn gửi tiền cho Long mà. Con chim sâu nó phải nghe thằng Long Tứ nói chuyện với nó là Năm gửi tiền. Năm gửi gửi tiền. Thì nó mới nói là Năm gửi vẫn gửi tiền cho Long mà. Không biết bà Năm gửi bà có tính sơ múi gì cái thằng Long này không mà bà gửi tiền cho cái thằng con heo nọc béo mập ú ị này, không biết lười ăn lười làm, phải không biết. Không hiểu sao là các Mạnh Thường Quân như bà Năm gửi mà còn đi gửi tiền cho thằng Long Tứ. Tôi nói thật đấy, cái tiền đó đem là đốt đi cũng được. Cho nên là thằng Long Tứ á, là bao nhiêu tiền vào cái tài khoản của nó là nó gửi về cho mẹ nó. Rồi thứ thì nó chơi game, thứ thì nó hút thuốc, thứ thì nó ăn xài. Coi như là từ hồi mà nó đi theo con Út Hà đến giờ, lần nào cũng nói là
mai mốt đi làm, mai mốt đi làm, thủng thỉnh đi làm. Mày có đi làm đâu không Long Tứ? Cho tới hôm nay mày có đi làm không? Nhắc đi nhắc lại mà tới giờ này mày cũng không đi làm. Và mày để cho con chim sâu nó mở miệng, nó nói là nó sẽ nuôi mày hết đời luôn. Mày có thấy nhục không hả Long Tứ? Mày bám vào cái đúng quần con chim sâu, mày bám vào cái váy của con Út Hà. Rồi con chim sâu thì nó nói có bụi, có mẹ Út Hà lo mà. Mẹ Út Hà lo cái bò trắng trắng răng. Cái răng mẹ Út Hà còn lởm khởm. Chưa có mà đi chỉnh răng, chỉnh mồm để mà lấy chồng. Nhìn mồm lấy răng đó ai mà lấy? Có mấy ông già chết vợ bỏ vợ mới lấy thằng Minh Hùng, nó bị quáng gà nó mới theo cái con này chứ. Nhìn cái bộ răng lởm khởm, như là cái mặt thì như thì nở, răng thì lởm khởm. Mà chim sâu thì nó ngu ngục, nó đâu có biết. Nó bảo là mẹ Út Hà nuôi nó suốt đời, mà nó thì nuôi Long Tứ suốt đời. Nghe có nhục không hả Long? Mày bám vào đúng quần, bám vào váy của hai cái con đàn bà, một con già, một con trẻ, một con tâm thần, một con ngu ngục, để mà mày kiếm ăn. Tao nói thật cho mày biết hả? Mày mua liều thuốc chuột, mày chết mẹ nó đi cho rồi. Còn không á, mày xin cái thuốc tâm thần của con chim sâu á, thuốc ngủ á, mày uống quá liều đi, tắc lự đi. Coi như đời mày thăng mà thăng bình yên. Đừng để người ta rủa mày vì miếng ăn, nhục lắm. Còn không thì đứng dậy đi làm đi. Vác cuốc vác cày đi mà đi làm. Mày bảo mày chạy xe để kiếm chở cái thằng học trò đi học. Tao nói mày rát cả cổ họng là mày quay một cái clip mày chở cái thằng cu đó đi thôi. Mày có quay không? Mày mà có là mày quay 8 clip để mày kiếm tiền rồi. Mày quay clip mày có tiền của YouTube thì mày được mạnh thường quân tin tưởng mày. Sao mày không quay? Mày là cái thằng bẩn bựa nhất trong cái băng đảng này. Thằng Hiếu thì nó cũng còn đi kiếm ăn, đói đầu gối phải bò. Giờ này nó cũng còn phải đi chạy xe, thấy mẹ ra kiếm ăn, vợ hờ bên Mã Lai. Mang tiếng là Việt Kiều đó, chị Hà nói là giàu lắm. Việt Kiều đâu có mắc nợ, có đâu đổ nợ đâu. Tí nữa tôi nói chữ Việt Kiều không đổ nợ. Thế mà mày cứ ăn rồi mày nằm ngửa ra mày ăn như con trâu, con chó, mày ăn như mày như con mày không còn là một con người nữa. Người ta chửi như vậy mà mày vẫn cứ gục đầu vào mày ăn là sao hả Long Tứ? Hả? Miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn vào miệng nó ra đường đít. Mà sao mày cứ ăn như một con lợn vậy? Mày không khác gì một cái con heo nọc, nó phỉ, nó nhục nhã, nó phỉ, đáng phỉ nhổ. Ăn nhiều quá, mập ú, mập tới mức mà cái con Út Hà mà nó không biết nó nhìn mày lúc nào, tao không biết. Ở đây mọi người cứ nói là vu khống, mọi người cứ nói là tưởng tượng. Tao nói là không có tưởng tượng nào hết á. Một cái con Út Hà mà nó nói là thân thể của Long Tứ bây giờ là béo tròn hơn ngày xưa rồi. Ngày xưa thân thể là gì? Khi mày lột trần ra người ta mới nhìn thấy thân thể, còn không người ta mới chỉ nhìn mày nhìn dạo này béo ghê à, nhìn mày dạo này béo là nhìn vào khuôn mặt thôi, còn thân thể là phải lột trần, lột chuồng ra. Thế mày lột, mày để cho con Út Hà nó lột chuồng mày ra lúc nào vậy Long? Mày đi làm con heo nọc à? Tao nói cái mặt mày á, mày đánh con chim sâu bầm tím chân ra mà nó sức hết một chai dầu chưa khỏi. Mày bảo mày ăn ngủ với con chim sâu à? Quên đi. Cái loại mày là chỉ bám con chim sâu để kiếm miếng ăn thôi. Một thằng siêng ăn lười làm. Một cái thằng mà từ bé đến lớn đến giờ ăn bám cha mẹ, dẫn bám vợ, con vợ nó bỏ. Bây giờ đi ăn bám một cái con vợ hờ. Tao nhìn cái ảnh tụi bay chụp ở trên cái avatar của mày mà tao thấy là nó tởm lợn. Mày không thấy nhục à? Hả? Mày ít nhất mày phải nhục với cái thằng con của mày á, mày nhục với cái thằng bé tí nhà mày á. Nó nhìn cái ảnh của mày với con chim sâu á, rồi mai mốt nó lớn lên á, cái ảnh nó mãi mãi còn lưu ở trong YouTube là không bao giờ mất được. Thì tao nói cho mày biết là con mày lúc đó nó nhục thế nào với vợ nó, với người yêu nó, với thông gia, thông huyết của mình đó. Hả? Mày ăn bám vào một cái con tâm thần, mày ăn mày không có biết nghĩ mà người ta chửi, cộng đồng mạng người ta chửi mày.
Cho nên tao nói cho mày nghe là con út Hà đừng to còi nói thằng Long Tứ có job chở trẻ em đi học nhá. Chúng mày ngon, chúng mày quay cái clip đó lên hả, để cho người ta biết được rằng là thằng này có job. Mày mày làm cái là cái loại lái máy bay bà già, làm con heo nọc bẩn bựa. Sao cứ để cho cộng đồng mạng người ta chửi mày hoài vậy ở Long Tứ? Mày là loại trâu bò hả? Cha mẹ mày đâu phải là trâu bò đâu mà đẻ mày lại ra trâu bò mày. Mày cứ nghĩ rằng là mày với con chim sâu thế nào cũng hốt được mớ như là bà út gà chứ gì. Tao nói cho mày nghe, cái hồi bà út gà đó là chẳng qua là cái đám YouTube nó vây xung quanh rồi á, người ta thần hồn nát thần tính, người nước ngoài người ta mới u mê mê người ta gửi về cho. Chứ còn bây giờ mới từ từ bình tĩnh lại rồi người ta mới thấy sao người ta ngu vậy, người ta đi chuyển tiền cho cái đám tụi bay hả. Bệnh thì không bị bệnh mà dựng bệnh lên, đau yếu nhưng mà vẫn còn khỏe như là trâu, đứa nào như con hà mã phì phò vậy mà ăn ăn mày cộng đồng mạng à, mà đáng ăn với chơi rồi, ăn mày Mạnh Thường Quân, ăn mày cộng đồng mạng rồi mà một ngày chơi hai gói thuốc là 50.000. Tao nói xin lỗi mày nhá, mày không biết nhục, mà con chim sâu nó nói là chơi một cây luôn chứ không phải là hai gói. Nhưng mà chị Mai mày nói là hai gói thôi, bây giờ con chị Mai nó cũng nhìn ra được cái bộ mặt của tụi bay rồi. Trời ơi, là một phép tính kinh tế ai mà nuôi nổi tụi bay. Lúc đầu là con Mai với thằng Hiếu là nó tính là nuôi tụi bay để mà chăn dắt, nhưng bây giờ nó thấy cái cuộc chăn dắt bị vỡ lở rồi thì cơm đâu mà nuôi cái đám tụi bay hả. Ba cái con mẹ với mẹ con với nhau, con út lợn, ngày nào tụi bay cũng ngồi ở cái quán cà phê, tụi bay cũng uống cà phê uống nước mía rồi tụi bay nói chuyện tầm phào hả. Sao mà con người không còn một chút nào cái tự trọng nữa vậy? Có khác thì con chó, con trâu, con bò, con ngựa không? Tôi nói thật với chị, nói thật với đời thường. Có lẽ là một số cái Mạnh Thường Quân mà gửi tiền cho thằng Long Tứ là chắc kiếp trước họ mắc nợ cái lũ này, mới mắc nợ thằng Long Tứ đó, chứ mới gửi tiền cho nó đó. Tại vì các quý vị có mắt để nhìn thấy là cái thằng này nó không làm cái gì cả, mà nó cứ ngồi nó hưởng thụ, mà nó ăn nó không làm một cái gì. Có một lần nó vào nó chỉ đạo con chim sâu nấu ăn, mà nồi son không rửa, nó cũng nói cái này chưa rửa, cái này chưa rửa, mày thò tay vào rửa đi mày. Hả? Mày khác gì một thằng đĩ đực. Nó thật cho mày biết như vậy. Còn mày tha gì có bà út Hà mà con út lợn mà mày không chơi. Nói thẳng một câu, mày đùa với con út lợn ngang với hai một đôi tình nhân già nhân ngãi non vợ chồng sớm thôi. Nói thẳng một câu, lửa gần dâm lâu ngày cũng bén, trai gái gặp gần nhau kể cả già trẻ gì không cần biết, cô đơn nửa đêm gà gáy mưa gió lạnh lùng là coi như là sát vô nhau à, giáp la cà à. Nói thẳng một câu như vậy giữ được lòng không út Hà? Nói phép cái mồm. Mẹ con cho ra mẹ con cho chứ con này con kia rồi lấy vào chọc rồi ghẹo rồi mày rồi tao, mẹ con mà thế hả út Hà? Mày nói hôm qua mày nói mày 56 tuổi rồi, mày cũng đâu có trẻ hơn tao đâu, mà có tao còn nhìn trẻ hơn mày. Thế tao nói thẳng một câu nhé, nói thẳng một câu là chị trẻ hơn út Hà đấy nha. Út lợn đấy, út lợn 56 tuổi, chị 64, chứ út lợn già hơn chị đó. Nói thẳng một câu cho mà biết, chị là nói thẳng một con như con gái nhưng mà như ấy đâu mà như út lợn đâu, mà còn chưa dám mà trốn chúa lộn chồng đâu. Nói thẳng một câu á, dư sức để trốn chúa lộn chồng nhưng mà thôi, mình không làm được tức như vậy, mình phải sống với chồng con của mình. Có cái loại mày là loại trốn chúa lộn chồng, nó còn hay lắm mà lên mạng mà nói là cộng đồng mạng nói là con chim sâu với ông Mạnh, ông Minh Hùng. Ai nói con chim sâu với Minh Hùng? Mày gá vào chứ ai gá? Ông Minh Hùng, thằng Minh Hùng mà nó đỉa con chim sâu à, mà mày nói là cộng đồng mạng có mắt có mù đâu. Mày với thằng Minh, thằng Long Tứ là ai người ta cũng biết, nhưng mà con chim sâu với thằng Minh Hùng thì mày mà mồm mày nói ra chứ ai nói?
mày cứ to còi, mày cứ là càng lên mạng, mày phanh phui, mày càng lên mạng để mà mày thanh minh, thanh nga, thì nó càng lòi cái mặt lợn của mày ra. Chứ mày nói là vài bữa nữa mày thu xếp cho tụi nó đi bán vé số. Mày nói thu xếp mấy lần rồi, tao nói ít nhất là quá tam ba bận rồi, mày nói ba bận rồi đó nhá. Quá tam ba bận rồi mày nói thu xếp cho chúng nó đi đi bán vé số là mấy lần rồi đó. Rồi mày còn nói là mày đi quay, đi theo chúng nó để quay, để chăn dắt chúng nó, để đưa chúng nó đi. Con chim sâu nghề của nó, thằng Long Tứ là không biết bán vé số à? Mày thằng Long Tứ mổ mèo ăn cá, cái loại mà là biết đè cái con tâm thần lên để kiếm ăn là cái loại đó không phải là vừa. Một cái thằng đàn ông mà biết đè con tâm thần ra để kiếm ăn là một thằng đàn ông không vừa, nghe chưa Long Tứ? Tao nói cho mày biết như vậy, mày là chùm của cái loại mất dạy, một loại khốn nạn, loại ngu ngục, loại vô lương tâm, vô lương chi. Nó xin lỗi chứ thằng đàn ông nó chơi gái nó cũng phải nhìn sạch mặt một chút cho mày chơi một con tâm thần, mày chơi một con bệnh tật, một con như thế mày không cần biết nó tắm rửa, mày phải ấm nó vào trong trong nhà nó tắm, nó lấy cả cái nước cá nó rửa lên trên mặt mà mày vẫn nhắm mắt để mày theo nó để mày kiếm miếng ăn. Coi cho bản chất đàn ông là cái gì chứ, cái nhìn đầu tiên là phải nhìn được cái đó, phải sạch sạch đã, không sạch làm sao mà lên giường được. Mà mày nói mày yêu con chim sâu thật lòng. Hả? Mày yêu nó thật lòng là lòng lợn á, lòng của con út lợn á. Đúng rồi, mày yêu con chim sâu thật nhưng mà lại lòng con út lợn đó. Mày thấy chưa, hôm nay mày nó lòi ra cho mày yêu con chim sâu thật nhưng mà lòng lợn, lòng út lợn đó. Cái lòng của mày cho út lợn, mồm mày nói mày yêu con chim sâu, đừng nói ra cộng đồng mạng người ta điên tiết lên, người ta chửi cho thì bảo người ta là xảo ngôn. Tí nữa thì ta mới nói con út Hà mày nói rằng là bà chị Đại Hải Dương xảo ngôn, từ Bắc vô Nam đến nước ngoài người nào người ta cũng nói chửi mày rồi hả. Cho nên mày cứ nói mày sắp xếp mày cho đi bán vé số, chẳng qua là mày kêu lên để cho YouTuber biết tao sắp đi bán vé số rồi đây, tao sẽ cho tụi bay biết địa điểm tao bán vé số, giới đó quay nha, mua vé số nha, cho tiền nha, là mẹ con đi ăn mày kiếm một mớ vào dịp Tết. Thế bây giờ nguồn tiền từ Mạnh Thường Quân là không hy vọng nữa rồi, không hy vọng nữa rồi. Bây giờ chỉ còn hy vọng vào cái đám YouTuber nữa thôi. Quá bị ổi. Cho nên tôi tin chắc rằng là cũng có những YouTuber người ta cũng còn cái tự trọng, người ta không có nhảy vào cái cuộc chơi này đâu. Tôi đã hỏi rồi, một số YouTuber nó bảo thôi tôi không dây vào cái đám này nữa. Chim sâu mới chim gì cũng thế thôi. Cái mày con chim của thằng Tứ cái cả, của Long Tứ cái cả, tha đi mà kiếm ăn kìa. Rồi bây giờ Út Hà lên trên mạng chân tình hộ chị Mai, là chị Mai người ta là Việt Kiều, người ta là người nước ngoài, người ta không nợ và người ta không có nợ nần. Việt Kiều sao vỡ nợ? Mà cha mày chứ mày không biết Việt Kiều nó vỡ nợ cả đống ở đây mày. Mày cứ nghĩ là Việt Kiều là giàu lắm bởi vậy cho nên mày cứ túm cái từ Việt Kiều để mày moi. Chứ bộ Việt Kiều không vỡ nợ à? À, Việt Kiều không nghèo à? Việt Kiều mà không làm thì cũng nghèo. Việt Kiều mà bài bạc chơi bời cũng vỡ nợ vậy. Việt Kiều mà về Việt Nam mà nổ banh ta lông cũng vỡ nợ vậy. Nổ giống kiểu thằng Hiếu nó nổ đó. Nổ giống chị Mai Dù nổ đó. Mua mấy cái đồng hồ vớ vẩn ngoài chợ giống chợ Long Kim Biên đấy mà nói là phải đặt mới có. Nói mà nghe ngứa cái lỗ tai ở nước ngoài mà phải đặt cái đồng hồ mới có. Bán một rổ. Hỏi tất cả các Việt kiểu nước ngoài xem ở chỗ nào đồng hồ phải đặt. Trừ là maybe là mà có khi là maybe mày mua cái Rolex á mà nó chưa có hàng phải đợi hàng về. Hàng phải đợi ở bên nước ngoài gửi chuyển sang. Mày đặt ba cái đồng hồ cùi bắp mà... Mày mua cho chúng nó hai cái đồng hồ to như hai cái đĩa. Bây giờ đứa nào đứa đấy đeo đồng hồ làm cá rửa thịt thấy mẹ ra mà đeo cái đồng hồ. Cho nên mày cái con Út Hà mày mở mồm ra là mày cứ bênh vực Việt Kiều. Câu đầu tiên chào các quý khán giả cũng nói là sắc xuân đang còn ở bên nước ngoài. Ôi dồi, thế Việt Nam không có à? Tết dương lịch nhà nước vẫn cho mọi người được nghỉ mà sao mày không mày coi thường Việt Nam thế, mày đề cao nước ngoài thế? Nước ngoài mới có Tết dương lịch à? Cái Tết dương lịch là bây giờ Việt Nam
cũng được nghỉ nghỉ làm rồi mà sao mày không 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 chúc mọi người trong nước mà chỉ chúc mỗi người nước ngoài, là cái sắc xuân đang còn, hương xuân đang còn, là mày tính là dụ Mạnh Thường Quân để kiếm mớ nữa à? Người ta không ngu ngục nữa đâu nha út út lợn, tao ngu ngục nữa đâu. Cho nên tao nói cho mày nghe là mày mở miệng ra mày nói một câu là người ta là người nước ngoài, người ta là Việt Kiều, làm sao mà vỡ nợ. Nên nhớ này nha, Việt Kiều làm cho vật mặt ra mới có tiền gửi về cho mày đó. Cho nên mày mới tiêu tiền của Việt Kiều một cách mà không cần biết. Mày thấy ngàn đô đối với mày là chuyện nhỏ như con thỏ. Nói cho mày biết như vậy, người ta làm vỡ mặt ra đấy. Ta nói cho mày biết như vậy, làm không kịp ăn đâu. Sáng dậy lái xe đi làm là cái ly cà phê nó nằm ở trên cái xe rồi đó, bên cạnh tay rồi đó. Có bà còn vừa đi vừa trang điểm đó, ta nói cho mày biết nha. Vừa lái xe vừa trang điểm đó. Xe dừng chỗ nào đèn đỏ đèn xanh ấy, là đứng lại để bôi son, để mà chạy đến sở đi làm cho đúng giờ. Mày hỏi tất cả các Việt Kiều, các cộng đồng mạng ở nước ngoài, nước Úc, nước Mỹ, nước Đức, nước, xem có đúng họ vội vàng như vậy là đi kiếm tiền không. Đi làm phải tối tối mịt mới về. Có khi đi làm cách xa cả trăm cây số, 200 cây số, lái xe đi hơi đi làm. Đường bên này thì nó ok, nhưng mà đi làm 200 cây số là chuyện bình thường. 100 cây số, 200 cây số là chuyện bình thường. Sáng đi tối về là chuyện bình thường. Đi kiếm ăn dập mặt ra gửi tiền về cho mày, mày nói là Việt Kiều không vỡ nợ, nghĩa là mày nghĩ là Việt Kiều dễ đào lắm không à, út lợn. Cho nên bỏ cái tư tưởng Việt Kiều giàu đi nhá. Bỏ cái tư tưởng ấy đi. Ăn mày ăn xin thì chỗ nào cho mà chả được, cứ phải là nước ngoài mới được hả?